Atiso được xem là một trong những đặc sản riêng biệt của phố núi cao nguyên. Có thể gọi Atiso là một loại hoa, một loại rau hay là một loại dược liệu quý bởi công dụng đa năng của chúng. Và trong đó, thương hiệu trà Atiso Túi Lộc là một thương hiệu nổi tiếng không chỉ được người tiêu dùng trong nước yêu thích lựa chọn, sản phẩm này còn vươn xa ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã thấy đấy, có thể nói Atiso là một trong những sản phẩm tạo nên một cái nét riêng, một thương hiệu riêng đặc trưng cho phố núi cao nguyên Đà Lạt. Và đặc biệt Atiso đã có một chỗ đứng, đã tạo nên một thương hiệu ở trong thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Và ngày hôm nay đây, chị Phạm Thị Thùy Linh là phó giám đốc của công ty trà Atiso Ngọc Huy Đà Lạt sẽ là người chia sẻ cho chúng ta về cái quy trình tạo nên trà Túi Lộc Atiso, một sản phẩm từ Atiso mà rất là nhiều người ưa chuộng và sử dụng bởi vì những cái lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta. Chị Thùy Linh có thể chia sẻ về cái quy trình chế biến của trà Atiso Túi Lộc được không ạ? Sau đây tôi sẽ chia sẻ cái quy trình làm Atiso Túi Lộc tại công ty trách nhiệm hữu hạn trà Ngọc Duy. Đầu tiên là chúng tôi lấy nguyên liệu về, rửa sạch, sau đó là sấy khô. Khi mà rang xay và ủ theo cái tỷ lệ hiện nay dòng sản phẩm của Atiso Ngọc Duy thì có 3 dòng sản phẩm. Thứ nhất là làm từ bông Atiso nguyên chất. Thứ hai là kết hợp giữa bông Atiso, thân Atiso và rễ Atiso. Dòng thứ ba là 50% thân Atiso và 50% rễ Atiso. Sau đó là sẽ trộn bột nguyên liệu, rồi sấy tới nhiệt độ mà chúng tôi đã theo quy định của công ty chúng tôi. Sau đó là sẽ đóng vào trong những cái thùng chứa nguyên liệu đã được xay mịn. Rồi tiếp theo là chúng tôi sẽ đóng gói líp tông trong một cái hệ thống mà nhà xưởng của chúng tôi thì chúng tôi hiện nay đã có được 12 máy chạy Atiso Túi Lọc. Trung bình một máy chạy được khoảng 1.200 hộp túi lọc trên một ngày. Thì trung bình một ngày là công ty chúng tôi sản xuất được là 12.000 hộp. Bên cạnh các sản phẩm trà túi lọc, những sản phẩm sấy khô được làm từ thân, rễ và hoa Atiso theo công nghệ vô trùng, hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Có thể nói, Atiso là nét đặc trưng rất riêng, là nét quyến rũ và là một món quà của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất cao nguyên ngàn hoa này.